Ông Nguyễn Văn Hợp ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn bị bệnh xơ vữa động mạch và hở van tim hai lá. Thời gian gần đây, sức khỏe có biểu hiện giảm sút. Khi nghe tin tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn có bác sĩ ở tuyến trung ương về hỗ trợ, thay vì đi Hà Nội, ông đã quyết định điều trị nội trú tại đây. Sau khi được cái tính của ấy, ở ngoài đảo ký Hà Nội vào đã gọi như đấy tên kết về bệnh viện Hương Sơn, nhưng tôi coi như là xuống đấy để coi như vào để kiểm tra, rất là may mắn được coi như đấy về đấy coi như khám thì bớt chút thời gian phải đi ra ngoài kia. Theo chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, thì các chuyên gia trong các lĩnh vực như chẩn đoán hình ảnh, tim mạch, hồi sức cấp cứu, khoa ngoại, tiết niệu sẽ được luân chuyển về trực tiếp thăm khám, điều trị và hỗ trợ chuyên môn cho trung tâm. Chúng tôi đến đây với tinh thần là trao đổi chuyên môn, hỗ trợ chuyên môn với các bác sĩ bệnh viện tuyến huyện. Kèm theo đấy là tôi cũng là một bác sĩ trẻ, chúng tôi mới ra trường thì cũng muốn là đến một bệnh viện tuyến huyện để có thêm nhiều trải nghiệm cũng như là kinh nghiệm làm việc của các bác sĩ ở dưới này. Chúng tôi đã mời các cái chuyên gia về, thứ nhất là cầm tay chỉ việc phẫu thuật, thủ thuật, phẫu thuật các cái bệnh nhân, các bệnh khó cho bệnh nhân và giảm được rất là nhiều vấn đề liên quan đến đi tuyến trên. Và bệnh nhân rất tin tưởng khi đến với Trung tâm Y tế Hương Sơn bởi vì họ hạn chế được cái việc đi lại, thứ hai nữa là giảm tải rất nhiều cái chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm cho tuyến trên. Còn tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, hiện có bác sĩ nội trú Đỗ Thị Kim Thùy của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chuyên về chẩn đoán hình ảnh và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hương Thảo chuyên về miễn dịch dị ứng của Bệnh viện Nhi Trung ương về công tác. Thời gian làm việc tại đây, các bác sĩ tuyến trung ương đã tích cực hỗ trợ bệnh viện nâng cao năng lực, kỹ năng khám chữa bệnh và chia sẻ kinh nghiệm cho các y bác sĩ tại đây. Trong quá trình 3 tháng thì chúng tôi đã có khá nhiều những bệnh nhân nhi nặng, có tình trạng viêm phổi suy hô hấp nặng, có tình trạng đa chấn thương, có tình trạng viêm não, rồi những bệnh lý về tự miễn nặng mà cần phải chuyển tuyến, gọi là phát hiện sớm và kịp thời và chuyển lên tuyến trên. Đồng thời thì cũng giữ lại được khá là nhiều bệnh nhân mà ngày xưa không đủ điều kiện để chăm sóc, thì bây giờ chúng tôi đã có thể là chăm sóc cho bệnh nhân ở đây luôn. Chỉ có 2 tháng thôi nhưng mình muốn giúp cho các bạn ấy những cái mà các bạn ấy còn thiếu ấy, như là các cái kỹ thuật siêu âm hoặc là các cái kỹ thuật X-quang và CT, mình đều rất là muốn có thể có nhiều buổi chia sẻ với các bạn để các bạn có được những cái kiến thức cơ bản nhất để tham gia vào công việc của bệnh viện, ví dụ như là đi trực mà làm những cái ca cấp cứu bệnh nhân chẳng hạn. Ngoài Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương thì nhiều bệnh viện tuyến trên khác như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E đã tích cực hỗ trợ theo hình thức cầm tay chỉ việc trực tiếp, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh thông qua chương trình hợp tác tổng thể với Sở Y tế Hà Tĩnh. Hoạt động này đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các trung tâm y tế tuyến dưới, qua đó hạn chế việc chuyển tuyến. Để tiếp tục kết nối, tăng cường sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến trung ương trong công tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật thông qua các cái hình thức như là cử cán bộ đào tạo tại các bệnh viện tuyến trung ương theo các khóa đào tạo của các bệnh viện, hoặc là tham gia các lớp tập huấn theo hình thức trực tuyến, sẽ chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh là ký kết hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương về việc là các bệnh viện sẽ cử các cái bác sĩ, các chuyên gia luân phiên về làm việc tại các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh, vừa là hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh cho người dân, vừa là đào tạo chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc. Theo chương trình ký kết thì các bệnh viện tuyến trên sẽ luân phiên cử bác sĩ, các chuyên khoa ở lại làm việc tại địa phương từ 2 đến 3 tháng để trực tiếp thăm khám điều trị và hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện tại Hà Tĩnh. Việc làm này góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, giảm chi phí đi lại cho người dân, hạn chế bệnh nhân chuyển tuyến.